khốc liệt. Người nông dân chỉ còn biết thẫn thờ nhìn khối tài sản mất trắng. Khổ cô ơi, khổ dữ lắm. Đồng khô có trái, lúa thì hết trắng tay. Sau hạn hán, hàng trăm tỷ đồng được chi ra để hỗ trợ người nông dân. Thế nhưng quá lãng phí quá, mà dân thì rõ là khổ. Hỗ trợ như thế này là người ta cũng coi là không hỗ trợ. Bất cập hỗ trợ nông dân vùng hạn. Thưa quý vị, có lẽ một cơn mưa mát lành trong vùng đang phải đối mặt với thiên tai hạn hán thì chắc chắn sẽ đem đến cảm xúc vô cùng hạnh phúc cho những người nông dân ở đây, bởi vì cây trồng và tài sản của họ sẽ được cứu sống. Thế nhưng mà nắng mưa thì là chuyện của trời, còn những hỗ trợ cho bà con gặp phải thiệt hại thì là công việc của những người làm công tác quản lý tại địa phương. Dù với một ý nghĩa vô cùng tốt đẹp và nhân văn nhưng lại không thể khiến cho bà con an tâm và vui sướng, tất cả chỉ vì những câu chuyện bất cập. Và đây sẽ là vấn đề được chúng tôi phản ánh trong Chuyển động 24 giờ ngày hôm nay. Quý vị hãy chú ý đón xem, và tôi là Ngọc Trinh. Vâng, thưa quý vị, và đây là tấm bản đồ hạn mặn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Có lẽ nhìn vào đây thì quý vị cũng đã thấy là có 13 tỉnh thành đều bị xâm nhập mặn. Và trong đó thì có 10 tỉnh phải công bố thiên tai. Và đó là những địa phương có cái màu ghi đậm như thế này. Và rất là nhanh chóng thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã yêu cầu các địa phương ở đây phải hỗ trợ ngay 1 triệu đồng 1 hecta lúa bị thiệt hại từ khoảng 30 đến 70% và 2 triệu đồng 1 hecta lúa cho những người bị thiệt hại từ 70% trở lên. Thế nhưng, sau hơn 3 tháng, thì giờ đây khoản hỗ trợ này vẫn chưa đến được với người dân ở một số tỉnh thành ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Và bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng nghe đại diện tỉnh Bến Tre là một trong những địa phương chậm trễ trong việc hỗ trợ người nông dân bị thiệt hại trong đợt hạn mặn vừa rồi đã giải thích như thế nào. Do cái điều tra, do thống kê chậm mà chúng tôi rất là thúc, chỉ đạo quyết liệt, thì cái đó cũng là một cái phần thiếu sót của một số cơ quan cấp huyện cũng như là công an cấp tỉnh. Tuy là công việc nó có chậm nhưng mà anh em điều tra nó rất là kỹ lưỡng, muốn tập trung nắm cho chắc, muốn chắc thì làm phải chậm. Thống kê, tôi đồng ý đó là một việc làm chưa bao giờ đơn giản để có được sự chính xác tuyệt đối, nhất là khi đợt hạn mặn vừa qua thì diện tích lúa của người dân bị thiệt hại lên đến hàng chục nghìn hecta, như là tấm biểu đồ mà quý vị đang theo dõi đây. Nhìn vào đây thì tỉnh Bến Tre là một trong hai tỉnh có số lượng lúa ít bị thiệt hại nhất, thì cho đến giờ vẫn chưa có hỗ trợ. Thế còn địa phương mà bị chịu thiệt hại nhiều nhất là Kiên Giang, thì người dân đã nhận được hỗ trợ từ cách đây nửa tháng. Và bây giờ chúng ta hãy xem là những cái người nông dân ở đây họ có phấn khởi không khi nhận được tiền hỗ trợ sớm hơn nhiều địa phương khác. Tại sao mà ghi một loạt mà lại sót gì? Tại sao sót tên tôi là sao? Mà cán bộ ghi chứ phải tự tay tôi ghi thì nói là ghi lộn, ghi sai. Cặp ganh bên đây hai bên đều có hết. Mà tại sao cá nhân tôi là tôi không có? Tôi muốn yêu cầu ở trên thực hiện như thế nào sao? Cho nó bình đẳng cho tôi thôi. Vài ba người, rồi tới hàng chục người mang thắc mắc về mức độ hỗ trợ lên xã. Trong bản kê khai thì 2 triệu, nhưng số tiền thực tế được nhận chỉ có một nửa. Và đây là lần thứ 5 mà anh Hiếu lên xã để tìm hiểu nhưng vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa. Bởi vì tôi thấy mờ ám cho nên tôi phải đấu tranh để mà cho nó gõ lẻ thôi, chứ còn nói chung ví dụ dù gần nhiều hay ít thì cũng là cái quyền lợi của nhân dân, của bà con nghèo ở địa phương này. Đấu tranh cho quyền lợi chính đáng của mình thì rõ ràng đây là một điều hợp lý. Thế nhưng mà có một cái câu hỏi lớn nhất mà lúc này tôi muốn đặt ra là không biết tại sao việc thống kê ở Kiên Giang lại xảy ra những cái điều khiến cho họ phải bức xúc và hoài nghi đến như vậy. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên Hồ Chí để xem là công tác thống kê thiệt hại của người dân được tiến hành như thế nào. Xin mời anh Hồ Chí ạ. Vâng, xin chào chị, xin chào quý vị khán giả. Tôi đang có mặt tại huyện Vĩnh Thuận của tỉnh Kiên Giang. Vâng, thưa chị, thì cái công tác thống kê về thiệt hại của bà con trong cái dịp
hạn mặn vừa qua, thì địa phương cho biết là đã giao nhiệm vụ thống kê cho xã và xã đã giao cho từng ấp và từng tổ để thống kê được những cái con số cụ thể về thiệt hại. Tuy nhiên không phải lúc nào thống kê cũng cho được những con số chính xác và được sự đồng thuận từ phía người dân. Để thống kê số hộ bị thiệt hại do hạn mặn, vị ấp trưởng này có nhiệm vụ vừa ghi chép vừa kiêm luôn thẩm định thiệt hại cho 300 hộ dân. Dù chỉ có một mình, nhưng công việc bắt buộc phải hoàn thành trong 3 ngày. Vậy là một công việc vốn dĩ đòi hỏi sự chính xác để đảm bảo tính công bằng, thì nay chỉ có thể được thực hiện một cách qua loa cho kịp tiến độ. Để rồi người thì dù chưa nhận tiền đã có chữ ký trong sổ biên nhận. Ông nói cạnh có lãnh là chỉ ai lãnh của nó. Nhưng phí ở dưới đó. Nhưng phí cháu tôi ghi đã đợi. Vợ lên lãnh đã đợi. Ai lãnh mất tiền của người ta. Và có cả việc một mảnh ruộng được hỗ trợ tới 2 lần. Kế toán của xã chỉ biết khi phóng viên cung cấp thông tin. Vì này liền gọi điện ngay cho trưởng ấp để xác thực và khiển trách. Ủa anh ơi, chỗ hộ bà Nguyễn Thị Lùng nè, đất của bà làm hay là đất bà cho mướn? Bà đã thừa nhận cái diện tích đó bà đã cho mướn thì bây giờ mình phải thu hồi là bằng mỗi cách bà phải trả tiền lại chứ đâu có nói xài rồi là hết được. Vậy mà tại cuộc họp tổng kết công tác hỗ trợ hạn mặn giữa ấp, xã và huyện trước đó, mọi kết quả đều tốt đẹp. Vâng, theo như tôi nhẩm tính thì sau khi xem xong phóng sự vừa rồi thì một vị cán bộ phải chịu trách nhiệm cho 300 hộ gia đình là có biết có được cứu trợ hay không. Và điều đấy chứng tỏ là trung bình một ngày thì một cán bộ sẽ phải làm cái việc thống kê diện tích lúa bị thiệt hại cho khoảng 100 người. Như thế này thì đang muốn hỏi anh Chí là cái việc quá tải để dẫn đến sai sót có phải là lý do chính đáng hay không thưa anh? Vâng thưa chị, thì hiện tại thì trong tay tôi và sáng nay thì vừa nhận được công văn của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Kiên Giang. Thì nội dung của công văn thì cũng có đề cập tới việc là chấn chỉnh việc hỗ trợ thiệt hại lúa ở một số nơi chưa đúng quy định trên địa bàn của tỉnh. Và ngoài ra thì trên tay tôi hiện tại thì cũng cầm rất chi là nhiều đơn tố cáo của bà con về cái tiêu cực trong cái hỗ trợ cái hạn mặn trong cái thời gian vừa qua. Và câu chuyện tôi sắp kể sau đây thì có việc thông cảm hay không thì còn tùy thuộc vào chị cũng như là quý vị khán giả. Vừa nhận được khoản tiền hơn 1 triệu đồng từ diện tích lúa bị nhiễm mặn, bà Sang mất vui khi số tiền này bị cán bộ ấp rút bớt lại để đóng vào các loại quỹ cho địa phương. Tổng hợp của 2, của 3 người ta lãnh gì không mà mình cũng phải gì chứ đắc mắc gì được. Ai đóng mình cũng phải đóng chứ mình đâu có ngang bướng được. Mỗi khoản thu từ vài ngàn cho tới vài chục ngàn đồng, tổng số tiền lên tới gần 300 ngàn đồng mỗi hộ. Hộ nghèo, hộ cận nghèo, rồi ngay cả những người ngoài độ tuổi lao động cũng không hề được miễn trừ. Già 80 rồi mà bả đóng nè, quỹ phòng chống thiên tai nè, rồi quỹ đền ơn đáp nghĩa nè, rồi quỹ vì người nghèo nè. Bả có giàu đâu mà người ta còn hỗ trợ bả 1 tháng 180 ngàn nữa mà bả đóng ba cái này. Nhưng điều đáng nói là những loại quỹ vốn là quỹ tự nguyện thì nay lại trở thành bắt buộc. Lý do được đưa ra là để hoàn thành mục tiêu mà xã đã đề ra. Cái đó giống như là cái trách nhiệm ở trên giao cho mình, cho nên là mình phải là làm cỡ nào mình cũng phải đi nói cho dân để dân là đóng cái số tiền đó để mình hoàn thành cái nhiệm vụ của mình. Nghĩ thì một vài trăm ngàn thì nó cũng thành vấn đề gì. Vài trăm ngàn có thành vấn đề hay không thì chỉ người dân trong vùng thiên tai mới biết. Chỉ biết rằng vài trăm ngàn đó bằng công của người dân phải đang thuê 50 cái thúng như thế này trong hơn một tuần lễ mới kiếm được. Vâng, hộ nghèo mà cũng phải đóng cả quỹ vì người nghèo. Đúng là vẫn còn có quá nhiều những cái sự bất cập trong khâu thực hiện để khiến một chương trình nhân văn và rất là đúng với ý nghĩa của nó đã trở thành một sự lãng phí và vô nghĩa. Có lẽ là không phải ở đâu mà những cái vấn đề bất cập phát sinh nhiều như những cái câu chuyện mà chúng tôi đặt ra trong chương trình ngày hôm nay. Thế nhưng đằng sau tất cả những câu chuyện này thì tôi luôn luôn muốn đặt ra một cái câu hỏi là vậy thì đâu mới là điều mà người nông dân vùng hạn mong muốn nhất? Thật là khó để có thể tìm ra một đáp án chung cho câu hỏi này. Nhưng có lẽ cũng không khó để biết được câu trả lời nếu như chính quyền địa phương thực sự lắng nghe và hành động theo tâm tư cũng như nguyện vọng chính đáng của người nông dân. Những vườn cây ăn trái cứ chết dần, chết mòn. Cây thì không thể ra trái. Cây thì đã đậu quả, nhưng trái lại hư. Nè nè, con thấy nó không già nói nè. Nè, bữa nay cũng coi như dư ngày tháng hái rồi mà nó vậy đó. Bốc
ra nó khó lắm, mày nó dai á, nó chua lắm. Thấy chắc nếu là như vậy là nó hư bộ rễ rồi á. Không còn biết cách gì để cứu giãn được vườn cây, ông Thích đã mạnh dạn chặt bỏ gần 100 gốc chôm chôm đã 22 năm tuổi của mình. Dù xã thì vẫn chưa đến thống kê thiệt hại để nhận tiền hỗ trợ. Hỗ trợ 1-2 triệu giờ thì cũng phải chịu thôi. Ý của tôi giờ tôi muốn là mấy ai chính quyền ngăn mặn rồi thôi. Chứ còn 1-2 triệu giờ mình lấy, nhưng mà cái ông không ngăn mặn rồi mình chết thôi. Chứ tôi nói cô nghe phải không? Mong là chính quyền chỉ cho mình đang khắc phục lại, đang mình trồng cây đừng có bị mặn nữa, cho nó mau tốt, đang có cái nguồn kinh tế sống. Vậy là bà Sáu cần cách để trị những cây sầu riêng đang bị đen gốc. Ông Chích thì muốn biết năm sau nước mặn vào thì nên ứng cứu trước cho cây thế nào. Còn bà Dung thì không rõ những cây chôm chôm này năm sau có còn thu hoạch được không. Điều họ cần là kiến thức và kinh nghiệm để đối phó với hạn mặn, để một ngày nào đó sẽ không phải nở tay chặt bỏ cả vườn cây ăn trái như người hàng xóm của mình.